Xin chào quý anh chị, bạn bè đầu tư. Hiện tại thì em đang đứng trên quốc lộ 14 này. Thì hôm nay em đang ở xã Gia Bản Lang, huyện Sơn Tây. Thì hôm nay em giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm, một lô đất bán mặt tiền quốc lộ 14, ngang là 12m và sâu là 52m và đã có 140m đất là đất thổ cư. Thì em sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị những thông tin, những hướng đi cũng như là vị trí địa lý cũng như là tiện ích của lô đất này. Đầu tiên là trên quốc lộ 14 này, hướng này sẽ đi về hướng nam này, theo hướng tay em chỉ sẽ đi về hướng phía nam Sài Gòn Bình Phước. Cũng theo hướng này chúng ta sẽ ra đến trung tâm của huyện Chư Pứ là khoảng 10 km, và theo hướng ngược lại, hướng này sẽ đi ra là hướng lên phía bắc các tỉnh miền Bắc, và hướng này sẽ đi ra trung tâm huyện Chư Sê là khoảng 1 km rồi ạ. Ở đây thì dân cư là rất là đông rồi, dọc hai bên đường đây đầy đủ tiện ích, trường học này, ủy ban này, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, trạm y tế, cây xăng. Ngay trên này chúng ta sẽ có một cái cây xăng này. Xe tải, xe khách Bắc Nam đi lại rất là tấp nập trên đoạn đường quốc lộ 14A này. Và em sẽ quay vào sản phẩm của chúng ta, một lô đất bán mặt tiền quốc lộ 14. Em sẽ chỉ danh đất này. Danh đất của chúng ta này. Từ hướng tay em chỉ đây. Đây. Từ cột bê tông này bao sang phía bên này, ngang là 12m, bán mặt tiền quốc lộ 14 và sâu là 52m, sâu vào phía bên trong này đến cây sầu riêng cao đằng sau đấy là 52m, và hiện tại trên đất là đã có 140m đất là đất thổ cư. Trên đất thì hiện tại là đất trống, một lô đất rất là tiềm năng để quý vị anh chị có thể về đây sinh sống, mở quán cà phê, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn, nhà kho, nhà xưởng, rất là hợp lý. Cũng như là để chúng ta mua về đầu tư, chờ lên giá, rất là tiềm năng. Và em xin nhắc lại, với mặt tiền bám đường quốc lộ 14A là 12m và sâu là 52m, trên đất là đã có 140m đất là đất thổ cư. Và với mức giá bán là gia chủ đưa ra là 295 triệu trên 1m ngang, và có thương lượng nha quý vị anh chị. Một lô đất rất là đẹp, rất là tiềm năng. Nếu quý vị anh chị quan tâm thì có thể liên hệ cho em với số điện thoại em đã ghim trên màn hình và kết bạn Zalo. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin về sản phẩm là lô đất này. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi kênh, theo dõi video. Anh chị xem video cho em xin một like, một đăng ký để và một thông báo để nhận về những thông tin mới nhất của khu vực bất động sản, khu vực Gia Lai, Tây Nguyên.